tại các buổi tiếp xúc cử tri các phường Bình Nhâm, Bình Hòa, Lái Thiêu, thành phố Thuận An, cử tri rất đồng tình với đánh giá tại kỳ họp về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng đã đạt được kết quả khích lệ với 16 trên 35 chỉ tiêu, đạt trên 50% kế hoạch và vượt kế hoạch năm. Cử tri rất hy vọng sẽ thực hiện hoàn thành cao nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Cử tri rất hoan nghênh Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 16, quy định chức danh một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động, mức khoán kinh phí, hỗ trợ hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. Thì chúng tôi hết sức là hoan nghênh và đó cũng là một cái động lực để tạo cho các cán bộ, những người làm công tác tuyên truyền ở cơ sở và những người làm công tác xã hội có cái động lực để mà chúng ta tham gia tích cực hơn, đạt hiệu quả hơn. Rất là đúng đắn, chính sách này rất là hợp lý. Theo dõi từ 6 tháng mà tình hình kinh tế nó dao động tới bây giờ là tỉnh mình giữ rất là đúng mức luôn đó. Không có để cho quá cái sự để cho nhân dân để người ta đi vào cái sự là khó khăn hay là để đưa vào cái sự để mà nó bế tắc đường sống được. Vẫn mở ra cái đường hướng để mà khắc phục cái khó khăn. Trao đổi với đại biểu Hội đồng Nhân dân, cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước. Hiện nay về vấn đề xả thải của kênh Ba Bò thì phần nào là có nhiều phân hiêu và nhiều rác thải xuống cái dòng kênh Ba Bò này gây ô nhiễm của kênh Ba Bò. Con đường DT743 khi nút thắt Cổ Chai ở ngay vòng xoay An Phú để làm ách tắc giao thông. Thứ hai nữa là con đường Bùi Hữu Nghĩa. Thì khi con đường Bùi Hữu Nghĩa thiết kế không có đường thoát nước, thành thở đến bây giờ nắng thì bụi, mưa thì ngập, làm con đường rất bị dễ bị tê liệt. Dọc theo cái tuyến đường từ phường, tức là từ ngay chỗ cái ngã tư Thuận Giao thôi nha, từ ngã tư mà cái Đất Khánh của Thuận Giao dài xuống tới cái chỗ khu nghiệp Việt Nam Singapore thử coi là cái đoạn đó là làm được như thế nào, mà cả năm mấy nay rồi tôi thấy vậy là quá chậm. Ngay trong buổi tiếp xúc, các vấn đề vượt thẩm quyền đã được các đại biểu ghi nhận để chuyển đến các ban ngành trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.